Trung tâm Toán Tư Duy Edison. Xin chào các con, cô là Phương Thảo, người sẽ đồng hành cùng các con trong video bài học ngày hôm nay. Ngày hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau khám phá bài tách số 8. Rất dễ thôi, nhưng cần sự tập trung của các con đấy. Giờ thì hãy ngồi thật ngay ngắn và cùng cô Thảo khám phá bài học thôi nào. Cô Thảo có các trái cam, chúng mình cùng cô đếm số cam nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có tất cả 8 trái cam. Cô Thảo chia làm 2 phần, phần ở bên tay trái và ở bên tay phải của các con. Quan sát thấy rằng ở bên tay trái có 1 trái cam, ở bên tay phải có 7 trái cam. Khi đó, cô Thảo nói 8 gồm 1 và 7. Khi đó, cô Thảo nói 8 gồm 1 và 7. Cùng cô Thảo nhắc lại nhé. 8 gồm 1 và 7. Thật dễ dàng phải không nào? Chúng mình cùng cô đến với ví dụ số 2. Wow, vẫn là những trái cam. Thật sự rất là thơm ngon các con à. Chúng mình cùng cô đi đếm số cam nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có 8 trái cam. Cô Thảo chia làm 2 phần, phần ở bên tay trái và phần ở bên tay phải của các con. Ta quan sát thấy rằng ở bên tay trái có 7 trái cam, ở bên tay phải có 1 trái cam. Khi đó, cô Thảo nói 8 gồm 7 và 1. Khi đó, cô Thảo nói 8 gồm 7 và 1. Chúng mình cùng cô Thảo nhắc lại nhé. 8 gồm 7 và 1. Vậy là vừa rồi chúng mình đã cùng nhau khám phá 8 gồm 1 và 7, 8 gồm 7 và 1. Còn bây giờ cô Thảo mời các con đến với ví dụ số 3. Cô Thảo có các chiếc đùi gà, chúng mình cùng cô đếm xem có bao nhiêu đùi gà nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy là có 8 đùi gà đấy. Cô Thảo chia làm 2 phần, phần ở bên tay trái và ở bên tay phải của các con. Các con quan sát thấy rằng ở bên tay trái có 2 chiếc đùi gà, ở bên tay phải có 6 chiếc đùi gà. Khi đó, cô Thảo nói 8 gồm 2 và 6. Khi đó, cô Thảo nói 8 gồm 2 và 6. Chúng mình cùng cô Thảo nhắc lại nhé. 8 gồm 2 và 6. Cùng cô Thảo đến với ví dụ tiếp theo nào. Wow, vẫn là những chiếc đùi gà rất là thơm ngon các con à. Hãy giúp cô đếm số đùi gà nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có 8 chiếc đùi gà. Cô Thảo chia làm 2 phần, phần ở bên tay trái và phần ở bên tay phải của các con. Ta quan sát thấy rằng ở bên tay trái có 6 chiếc đùi gà và ở bên tay phải có 2 chiếc đùi gà. Khi đó, cô Thảo nói gì đây? À, rất dễ dàng phải không nào? Khi đó, cô Thảo nói 8 gồm 6 và 2. Khi đó, cô Thảo nói 8 gồm 6 và 2. Chúng mình cùng cô Thảo nhắc lại nhé. 8 gồm 6 và 2. Bây giờ thì hãy cùng cô đến với ví dụ số 5. Chúng mình có thích ăn kẹo mút không? Wow, những chiếc kẹo mút tràn ngập màu sắc rất thơm ngon phải không các con? Hãy cùng cô đi đếm số kẹo mút này nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có 8 chiếc kẹo mút. Cô Thảo chia làm 2 phần, phần ở bên tay trái và phần ở bên tay phải của các con đấy. Quan sát thấy rằng ở bên tay trái có 3 chiếc kẹo mút, ở bên tay phải có 5 chiếc kẹo mút. Khi đó, cô Thảo nói 8 gồm 3 và 5. Khi đó, cô Thảo nói 8 gồm 3 và 5. Chúng mình cùng cô Thảo nhắc lại nhé. 8 gồm 3 và 5. Bây giờ, chúng mình cùng cô đến với ví dụ tiếp theo nào. Các
con à, vẫn là những chiếc kẹo mút thơm ngon phải không nào? Chúng mình lại cùng một lần nữa cùng cô đếm số kẹo mút này nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có 8 chiếc kẹo mút. Cô Thảo chia làm 2 phần, phần ở bên tay trái và phần ở bên tay phải với các con. Ta thấy rằng ở bên tay trái có 5 chiếc kẹo mút và ở bên tay phải có 3 chiếc kẹo mút. Khi đó, cô Thảo nói 8 gồm 5 và 3. Khi đó, cô Thảo nói 8 gồm 5 và 3. Chúng mình cùng cô Thảo nhắc lại nhé. 8 gồm 5 và 3. Còn bây giờ thì cô Thảo mời các con cùng đến với ví dụ cuối cùng thôi nào. Các bạn nhỏ của cô có thích ăn trứng chiên không? Trên màn hình các con có thể quan sát đó là những quả trứng chiên đấy. Chúng mình cùng cô Thảo đếm số trứng này nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có 8 quả trứng chiên. Cô Thảo chia làm 2 phần, phần ở bên tay trái và ở bên tay phải của các con. Ta thấy rằng ở bên tay trái có 4 quả trứng chiên, ở bên tay phải cũng có 4 quả trứng chiên đấy. Khi đó, cô Thảo nói 8 gồm 4 và 4. Khi đó, cô Thảo nói 8 gồm 4 và 4. Chúng mình cùng cô Thảo nhắc lại nhé. 8 gồm 4 và 4. Vậy là ngày hôm nay, cô trò chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu cách tách số 8. Bây giờ, cô mời các con cùng quan sát lên màn hình và cùng cô ôn lại bài. 8 gồm 1 và 7. 8 gồm 7 và 1. 8 gồm 2 và 6. 8 gồm 6 và 2. 8 gồm 3 và 5. 8 gồm 5 và 3. 8 gồm 4 và 4. Bài học ngày hôm nay cũng rất thú vị và dễ dàng phải không các con? Các con đừng quên like page của Trung tâm Toán Tư Duy Edison và đăng ký kênh YouTube để có thể nhận được nhiều video bài học thú vị hơn nữa nhé. Còn về bài học của chúng mình, đến đây là kết thúc rồi. Cô Thảo gửi lời cảm ơn đến các con và hẹn gặp lại các con trong các video bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!